xuống dần những cánh đồng lúa vàng. Trên đường miền Trung, Tuấn xin chào tất cả mọi người. Chuẩn bị Tuấn sẽ cho mọi người biết thêm một người bí mật. Chạy anh này cũng hơn 40 tuổi rồi, chuyên chạy một mình, đang cần tuyển một phụ xe. Anh em sẽ hẹn nhau vào ban đêm, sắp tới sắp gặp ảnh rồi. Lâu lắm rồi mới gặp lại đây, 3 năm rồi mới gặp lại chiếc xe xưa mình chạy đây. Chào anh Phương nha, chào anh Phương đẹp trai nha. Lâu quá rồi mới gặp anh. Chào người anh em. Mấy anh chạy xe này lâu chưa? Chạy này được nửa năm rồi. Anh Phương là chuyên gia đi một mình đó, chạy dữ lắm, anh thức đêm dữ lắm. Đêm qua nhờ cái này nè. Qua giờ ngủ mấy tiếng rồi anh? Qua giờ chạy Hà Nội vô ngủ được 3 tiếng. Hàng đang hôi, chạy tranh thủ. Mới đây mà mấy năm trời rồi, lâu quá rồi. Mấy năm rồi anh em chưa gặp nhau. Hơn năm rồi. Phụ xe này bữa nay ba bắt mấy cái vàng này nhìn đẹp ha. Nhìn lạ quá. Màu mè tí cho lộng lẫy chút xíu trong cabin mà. Hay sao anh đẹp trai quá vậy? Tự nhiên. Khóm này anh mua ở đâu đây? Anh mua ở Thanh Hóa. Để xe cho nó bốc mùi rồi chân nhỏ thơm ha. Cái xô bự quá, để nước rồi uống bài bài vậy đó. Đây, mời em chai nước này nè. Rồi để dạ rồi, cảm ơn anh đóng ngủ. Mời em chai nước. Ok, cảm ơn anh. Đi vậy rồi bao lâu mới về thăm vợ con lần anh? Anh đi được tới giờ chưa về á. Cứ về đi tới giờ chưa về nhà đó. Nói chung anh cũng một thiếu gia, em biết nhà anh mà cũng công tử mà cũng cày dữ ha. Giờ cuộc sống mà em cuộc sống mà vậy mưu sinh thôi. Giờ cho anh tiền núi không ăn hết nữa, mình phải cho nhà anh khá vậy sao anh không mua một chiếc riêng anh chạy luôn đi. Rồi chàng lắm em ơi, làm thuê em ơi. Về mướn giờ rồi. Giờ làm xe ra làm chủ cả cũng đau đầu lắm. Dạ. Giờ anh chở hàng gì vô Sài Gòn? Anh chở hàng chuyển phát nhanh nè. Mà đang hối anh chạy qua giờ ngủ 3 tiếng như nhiêu. Dạ, anh đi có một mình rồi, nguy hiểm quá vậy. Đi có một mình. Anh có nhu cầu tuyển tài xế không? Đang kiếm thằng em nào cứ như là nói nghe lời là tuyển thôi, là đào tạo cho biết nghề. Có yêu cầu gì không? Cần yêu cầu những gì? Chung là biết nghe lời chị bảo là được rồi, nói biết nghe là được rồi. Tài xế có cần bằng xe cũng được ha? Bằng xe cũng được. Cũng cần bằng FC, bằng xe thôi. Xe cũng được, chạy ok là được
Anh mua quá trời trái cây luôn rồi, trái gì nữa nè? Trái dưa rừng. Dưa rừng à? Dưa rừng anh chơi búp bê nữa. Búp bê ôm luôn ngủ đó. Xe này hồi xưa em chạy cách đây mấy là 3 năm rồi chứ. Cố tình hôm nay gặp lại có duyên. Quá trời luôn, trứng là nguyên bao luôn. Trứng gà kiện đó. Trứng nè. Chơi vậy không, trứng gà kiện đó. Nguyên bao luôn, hai bao luôn. Hai bao. Xà bông Thái hả? Phương có thói quen là hay thích chơi đồ lính, chơi đồ hiệu không? Mũ này nhìn cũng xịn sò ha. USA luôn ha, cờ Mỹ luôn. Em đang đi chở mít ra, mới nổ cái vỏ mọt nè. Anh em nào có nhu cầu cần việc đó thì liên hệ cho anh Phương. Bằng xe mà chạy ok, nói nghe lời là ok, nhận hết. Rồi, có gì đi theo anh Phương. Phương đọc số điện thoại đi, cho số điện thoại đi, có gì. Số điện thoại anh 0978 749 794. 0978 749 794. 0978 749 794. Đúng rồi. Số dễ nhớ mà. Rồi, em chúc anh gặp nhiều may mắn trên con đường. Rồi giờ chắc anh cũng phải tranh thủ đi rồi. Hẹn anh vào một dịp khác anh em mình sẽ giao lưu. Cảm ơn em. Anh cũng chúc em vạn dặm bình an trên mọi đạo đường nha. Rồi, nhờ anh Phương là đặc biệt là một anh tài xế chạy đường dài, chuyên chạy một mình, rất là cày đêm rất là dữ. Em cày nhanh chắc em cày không nổi đâu. Nói chung là cuộc sống mà. Tuấn xin chào tất cả mọi người nha. Tuấn chia tay anh Phương, bây giờ Tuấn tiếp tục lên đường. Cảm ơn Phương tặng chai nước nè, Tuấn tăng lực một đêm chống buồn ngủ. Mình thì mình cũng không biết nói những lời hoa mỹ, nói chuyện cho vui vui lát lát vậy mà mọi người ủng hộ mình, cảm ơn nha. Chào lại nhà nha. Rồi. Anh em nào có nhu cầu cần việc thì cái số điện thoại này anh Phương mới đọc đó, thì liên hệ anh Phương. Rồi, Tuấn chào tất cả mọi người. Tuấn tiếp tục lên đường để cho anh Phương tranh thủ vô Sài Gòn với để trễ giờ.